Thưa quý vị và các bạn, Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Singapore cho biết một chú gấu trúc khổng lồ đã chào đời ở Singapore ngày 15 tháng 8. Đây cũng là lần đầu tiên một con gấu trúc được sinh ra trên lãnh thổ nước này. Cá thể gấu trúc đầu tiên này là con của hai con gấu trúc trưởng thành, Kai Kai 13 tuổi và Chia Chia 12 tuổi. Cân nặng ước khoảng 2 lạng. Giới tính của gấu trúc con hiện chưa được xác định. Mặc dù là lần đầu làm mẹ, nhưng bản năng làm mẹ của Chia Chia đã phát huy tác dụng ngay khi gấu trúc con chào đời. Hai mẹ con gấu trúc được đặt trong một địa điểm riêng để có thời gian chăm sóc và gắn bó với nhau.